Hi, hello, chào anh em đang xem video của Bốc Group B Channel. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng mà Bốc Group B sẽ hoạt động ở cửa hàng. Thì sau đó, sau ngày hôm nay thì cũng như anh em đã biết thì sao ta? Chỉ thị 16 tại Hồ Chí Minh sẽ được thiết lập và bên mình thì cũng chỉ ship online, ship Grab cho anh em thôi. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng tiếp nhận khách tại shop. Thì nếu như anh em có cần cái gì đó thì có thể đến shop vào ngày hôm nay. Còn nếu như mà không đến được vào ngày hôm nay á, thì những cái đơn hàng mình vẫn có thể làm việc tại shop bằng ship Grab hoặc là trên Shopee vẫn hoạt động bình thường anh em nha. Thì tại vì sáng giờ có nhiều anh em gọi hỏi quá cho nên mình đăng video này cũng như thông báo cho anh em biết. Và còn một điều nữa là nếu như là tình hình hiện tại thì ở Hồ Chí Minh cũng như là trong cả nước rất là nguy cấp và cái số ca bệnh thì luôn là kỷ lục luôn. Đó, trước giờ 2 năm kia thì không chế được tốt nhưng mà năm nay thì không khả quan lắm. Thì không có gì hơn thì là chúc sức khỏe toàn thể anh em nha. Dù ở Hồ Chí Minh hay ở các tỉnh thành nọ thì mình cũng xin gửi lời là chúc sức khỏe tất cả anh em và cũng như là chúng ta hãy cố gắng thực hiện các biện pháp tốt nhất có thể, vừa bảo vệ cho bản thân chúng ta mà vừa bảo vệ cho những người xung quanh, bạn bè, người thân, gia đình chúng ta cách tốt hơn. Thì chiều nay sẽ có một clip cá rất là hấp dẫn, thì chiều nay mình post nha anh em. Thì bữa giờ nói chung cá lên vẫn đều và vẫn đẹp rất là nhiều nhưng mà bận quá không có thời gian up. Rồi thì trong mùa dịch này thì nếu như anh em có mua hàng thì có thể nhắn qua Zalo gọi điện cho mình ship vẫn được ở những tỉnh thành luôn nha.